Vương cái cảnh Sa-đéc thân chào anh chị. Trước mặt mình đó là Sufia, chuẩn giống Sufia siêu bông. Vườn mình đó là ghép đợt này là 50 chậu gốc Mỹ. Tầm 2 tháng nữa thì mới xuất tiếp cho anh chị. Hết lô mà 50 chậu thì mình sẽ ngưng lại để mình dưỡng bo cái lô 200 chậu tiếp theo. 250 một chậu Sufia, chuẩn giống nhé. Nếu mà anh chị đã mua hàng bên mình rồi đó thì mình cũng cảm nhận được rằng là bên mình lại giao chuẩn giống, bao chuẩn giống nha, không đúng thì cứ trả hàng về cho vườn của mình. Vườn bên mình đó là cây cảnh Sa-đéc 397 Khánh An, Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại liên hệ trực tiếp 0902 898 258 là số điện thoại của mình, là Xuân Liêu. Còn không thì có thể là gọi vào 0981 67 5938. Mình sẽ nói rõ hơn và gửi hình ảnh cho anh chị khi cần thiết nhé. Còn không thì mình có thể là lựa luôn cho khách. Vườn đa phần đó là khách kêu mình lựa, mà khách kêu lựa thì mình sẽ lựa rất là kỹ. Sufia thì khi lá còn non ở trên đây là có chớp màu tím nè, còn lớn lên nữa thì cái lá của nó là na ná như là cái lá của Ấn Độ đó, nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn tí. Còn hoa thì rất là, nó sẽ ra là siêu bông hơn. Mình xem thử cái chậu Ấn Độ mà truyền thống của mình nha. Dòng đời lập hoa có thể hơi chậm, nhưng mà khi mà đã ra hoa thì ra là khá là nhiều, cũng như là rất là lâu tàn luôn. Cây này là thật sự ra là một tháng rồi đó, ra hoa liên tục hả. Truyền thống thì là mình vẫn bán giá bình thường, giá bình dân là chậu xin C7 là 70.000. Còn đối với dòng mà Mandarin thì cũng là họ hàng của Ấn Độ, nhưng mà cái lá và cái hoa nó khác một tí. Đặc biệt là khi mà ra hoa, cái Mandarin nó là rất là sai bông, rất là sai bông, và cái màu hoa nó sẽ nằm trong đó là vàng hồng trắng, nó sẽ đổi màu trong cái phạm vi này và thuộc dòng siêu bông. Bên mình làm rất là kỹ cái khâu này luôn đấy, hôm đi lên đấy, hiện tại là cao được là 50 cm rồi, tuột ra khá là nhanh luôn. Ghép vào trong cái hôm Mỹ hoặc gốc Mỹ là tuột ra khá nhanh. Hiện tại mình đang bán cái giống Mandarin này là 200.000 một chậu, tuột khá là cao luôn, 200.000 một chậu nha. Sufia ghép gốc Mỹ thì mình đang bán là 250 một chậu, 250 một chậu, bao hai tuột ăn lên, dòng siêu bông luôn. Ok, còn cẩm hạch thì cẩm hạch tím gốc Mỹ mình đang bán là 200.000. Rồi, anh chị cứ lên đơn đi nha, mình sẽ đóng kiện cho anh chị vào ngày hôm sau. Hai chậu mình sẽ free ship cho anh chị.